chức mời các tình nguyện viên hỗ trợ các đoàn vận động viên trở về vị trí làm việc. Đề nghị các tình nguyện viên hỗ trợ cho các đoàn vận động viên hiện nay đang thi đấu trên xà lan trở về vị trí làm việc. Các vận động viên có 2 phút khởi động ở top 1. Đề nghị các tình nguyện viên hỗ trợ cho các đoàn vận động viên hiện nay đang thi đấu trên nội dung xà lan nữ về vị trí làm việc. Một lần nữa, ban tổ chức xin nhắc lại, đề nghị các tình nguyện viên hỗ trợ các đoàn vận động viên thi đấu trên xà lan nữ về vị trí làm việc. Hiện nay vẫn còn một số vận động viên và huấn luyện viên đứng ngay trước bảng điểm. Ban tổ chức đề nghị bộ phận sân bãi hỗ trợ và yêu cầu rời ngay vị trí đó để tổng trọng tài ở trên này mới nhìn thấy được ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đã hết giờ khởi động, đề nghị tổ trọng tài cho tiến hành thi đấu. Warm up time completes. The competition starts now. Thank you.
thi là vận động viên đội Ngọc Hương đến từ đơn vị nước chủ nhà Việt Nam. Gymnast from Vietnam, Đỗ Thị Ngọc Hương completed her performance. Yeah.
Đã hết giờ khởi động, đề nghị tổ trọng tài cho tiến hành thi đấu. Warm-up time complete. The competition starts now.
đảm bảo cho các vận động viên thi đấu an toàn trên dụng cụ trong suốt quá trình thực hiện bài thi, đề nghị các phóng viên và các quý vị khán giả trên khán đài chúng ta khi chụp hình, quay phim không sử dụng đèn flash. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
đề nghị bộ phận điều hành tập trung lực lượng trọng tài, chấm nội dung vòng treo và lực lượng vận động viên để chuẩn bị cho nội dung thi đấu tiếp theo. Organizing team, please guide the gymnast to the award podium. Huy chương đồng là vận động viên đến từ Singapore. The bronze medal goes to Singapore. Đoạt huy chương bạc xin được chúc mừng vận động viên đến từ nước chủ nhà Việt Nam. The silver medal goes to Vietnam. Và đoạt huy chương vàng xin được chúc mừng vận động viên đến từ Malaysia. And congratulations, the gold medal goes to Malaysia. Lên trao huy chương cho các vận động viên, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Radie Kizigun, Chủ tịch Kỹ thuật Thể dục Dụng cụ Nữ. On behalf of the organizing committee, we would like to invite Miss Radie Kizigun, Asian Gymnastic Union Women Artistic Gymnastics Technical Committee President. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Patrick Liu, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Singapore. Warmly welcome Mr. Dr. Patrick Liu, Singapore's Gymnastic President. Xin được trân trọng kính mời ông Dato Chong Lim, Chong Lim Pháp, lên trao huy chương cho các vận động viên. Warmly welcome Mr. Dato Chong Kim Phat, Vice President of the National Olympic Council of Malaysia. Mời quý vị lãnh đạo, quý quan chức và quý vị khán giả đứng lên làm lễ chào cờ. And now, ladies and gentlemen, please rise to the national flag and national anthem.
Xin trân trọng cảm ơn. Thank you. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời.